Dạ, xin chào cả các anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong sáng hôm nay thì cũng lên một cái video nhỏ nhỏ mai dòng nữa các anh chị. Thì cũng giới thiệu anh chị mình ít cái hàng siêu bông lại được có mấy giống linh tinh Sài Gòn rồi ha. Thì cũng giới thiệu anh chị mình mấy cái mặt bông. Cái bên này là bình lợi đang trổ hôm qua nè. Cây này là Sài Gòn cây nhỏ nè. Còn bên đây là cây dảo đồng tiền nè. Thì bên đây là con có cây dảo tam sắc của anh chị mà hôm qua nó trổ xong cái tưới nó rụng bông hồng tiêu nè các anh chị mình xem ha. Đây cái loại này thì buổi sáng sáng thì nó cũng có màu cam, rồi chiều nó chuyển qua thành trắng màu cam luôn ha. Cái này thì bông nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái cây này con mới ghép nó còn đẹp lắm chị. Cái bông thì nó chưa được bự hụt nên nó chưa có đủ sức ha. Sáng nó trổ xong cái nó cũng mất tiêu trắng cam vậy ha. Cái dẻo tam sắc bên vườn nhà con. Thì bên con thì cắt từ cây gin ra luôn nha, tại hàng F1, F2 không nha anh chị. Cái dảo tam sắc của con là hàng F1, F2, cắt từ cây gin và Bình Định ra luôn, chứ không có lấy giống ở đây ha. Đấy, anh chị mình cứ xem. Còn bên đây là Bình Lợi đi, Bình Lợi thì hổm này quay nhiều rồi, chứ không thấy ha. Còn bên đây là dảo đồng tiền, thì dảo đồng tiền của anh chị mình xem ha. Cái bông thì nó vừa phải, nó không quá lớn nha anh chị. Nhưng mà có một cái cánh của nó là của anh chị mình xem nó bầu ha. Cánh nó bầu nè, cho dù mà chỗ cái loại này là trổ chứ có dù 5 cánh của anh chị thì nó vẫn là rất là tròn bông luôn nha. Của anh chị mình xem nè, cái bông nó thì rất là tròn quay luôn, cánh nó vẫn tròn cánh bầu nha. Của anh chị còn xem cái Bình Lợi ha, Bình Lợi thì cánh nó sẽ dài hơn nha anh chị, giống như hao hao như đại lộc nha. Đây của anh chị mình có thể thấy ha, cánh nó dúng hơn. Còn bên đây là cái hàng siêu bông Sài Gòn, cái siêu bông Sài Gòn thì cánh nó cũng tròn cánh lớn nhưng mà nó hơi mặt cũng hơn của thằng Bình Lợi nha anh chị. Đây, để khi mà của anh chị mình nhìn ở ngoài thì mình dễ so sánh lắm, mình nhìn thấy cái cánh của thằng Bình Lợi nó ngay cái gân ở trong này, nó chạy vô đây nó sẽ nó lên nó dày hơn ha. Còn bên đây Sài Gòn thì nó cánh nó sẽ mỏng hơn, nên khi anh chị mình ra nắng nhiều đó thì Bình Lợi nó sẽ nó lâu dợp ha, còn mà cả Sài Gòn thì nó sẽ nhanh dợp dợp cánh hơn. Nhưng mà Tết thì trời nó sẽ lạnh đó của anh chị, trời nó sẽ lạnh nên mấy cái này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Bông này thì nó vẫn dai như thường. Còn đồng tiền này thì nó nhiều lớp cánh, chứ có một cái là cánh nó không bị quá bự của anh chị thì nó sẽ lâu tàn hơn nha anh chị. Loại này sẽ lâu tàn hơn, cánh nó rất là tròn, rất là đẹp luôn. Đây, rất là tròn luôn ha. Này là bông đẹp thôi nha các anh chị, bông đẹp chứ không phải là cây chuẩn đâu. Mấy cây đẹp đẹp con lên cho các anh chị mình xem. Như cái hàng siêu bông Sài Gòn này cũng vậy nè. Cây này thì con ghép cũng chừng mấy tháng, cây gốc nhớt nhỏ xíu thôi nha. Các anh chị mình so sánh, còn cây là cây bự nè. Bông này thì nó ở bông đơn, bông đôi, bông ba thôi. Thì nở một hai nụ thì bông nó cũng khá là đẹp như thế này rồi. Các anh chị mình có thể thấy ha. Thì mình khi mà mình chơi một cái giống nào đó, mình xác định mình ghép vô mấy cây bự, các anh chị mình tìm hiểu nó một tí xíu mình biết nó ha, là mình ghép vô cây cho nó ngon, để sau này các anh chị mình ghép xong đã ghép lại ha. Thì siêu bông Sài Gòn này được có một cái với Bình Lợi đó, được có một cái là ghép chừng vài ba tháng là bông nó bự thôi. Còn mấy thằng khác, dảo khác hoặc là mấy cái loại này nè, như dảo tam sắc hoặc là dảo đồng tiền á, thì cô anh chị mình phải đợi cho cây chừng 2-3 mùa á, thì cây nó sẽ bông mới đạt tiêu chuẩn nha cô anh chị. Dạ, thì bên đây thì cuối tuần là con cũng lên chừng vài cái mã số nha. Bữa nay có Cẩm Thạch với Sài Gòn với dảo tam sắc rồi. Nhưng mà trước tiên là cô anh chị mình thì hiện tại là con mới xả thêm được mớ bo siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Cái này là con sửa cây á, sửa cây rồi con tỉa ra thì được mớ bo về đây. Thì cô anh chị mình như mà mình có mua một đơn hàng thì con sẽ gửi, cô chú anh chị mình thích á, nếu mà cần thì con sẽ gửi cho anh chị mình thêm khoảng chục bo ha. Chục bo là khoảng chục nách nha cô anh chị, chứ không có cô chú anh chị mình bo đôi bo ba là con không có đủ con gửi đâu ha. Thì cái số lượng nó cũng ít thôi nha cô anh chị, số lượng cũng ít thì gửi chừng nào gửi hết cho anh chị mình xem. Thì con đã cắt ra thành phẩm như thế này nè. Thì này là bo siêu bông Sài Gòn, còn bên đây là bo cúc Vạn Phúc ha. Bo cúc Vạn Phúc cũng cắt rồi luôn. Thì cô anh chị mình nào chưa có giống hay gì đó thì con sẽ gửi cho cô anh chị mình tặng thêm ha. Tặng này tặng thêm cho anh chị mình ha, tặng nào hết thì thôi, thì tùy theo từng đợt là con xả bo có thì con gửi nha các anh chị. Đấy, chứ không phải lúc nào cũng có ha. Đây, bên đây thì cũng giới thiệu với anh chị mình luôn vài mã số nha anh chị, vài mã số. Đầu tiên đi, đầu tiên là một cây thọ hương lá cẩm thạch ha, cây này thì khá là bự luôn nha anh chị. Đây quay kỹ cho anh chị mình xem, hoành là khoảng tầm 11 ha, hoành 11, cao khoảng 5,5 tấc, tán ngang là khoảng 5 tấc. Thì cây này 200 bao ship của anh chị mình ha. Và tiếp tục là cây siêu bông Sài Gòn mã số 2 nha. Thì quay kỹ của anh chị mình xem tàn nhánh xùm xê nha. Bắt rồi, vậy bắt đầu thông số anh chị. Cây này thì một cây ít nhất là cũng phải không dưới 40 bo, 50 bo nha anh chị. Của anh chị mình cứ xem kỹ cái cây nha. Đấy, thì cây này thì chiều hoành, để con đo chiều hoành, hoành khoảng tầm 11, thiếu 11 tí xíu. Chiều cao là con lắc dáng lông rồi nha, nên chiều cao thì con đo sơ của anh chị mình thôi, chứ cái này chiều cao nó cũng phải tầm 4 tấc
mấy, 5 tấc ha, 5 tấc tán ngang thì cũng khoảng tầm 4 tấc nha các anh chị. Đấy, con uống dáng lông con lắc rồi nè, chứ không mình để thả ra là cây rất là bự luôn nha. Mỗi cây trung bình đảm bảo của anh chị mình ha, không có cây nào dưới 40 bo, từ khoảng 40, 50, 60 bo ăn lên không. Đấy, con Sài Gòn, cây này thì về của anh chị mình nếu mà muốn chơi á, thì mình phải dưỡng nụ lại, mình có mặt bông nha. Chứ này là con tưới 30, 10, 10 liên tục luôn, chứ còn không có tưới cái dưỡng nụ lại nha. Tại mà cây này thì nó chưa có đạt tiêu chuẩn lắm nên chưa làm nụ được ha. Mà số 2, 200k bao ship siêu bông Sài Gòn ha các anh chị. Và kế tiếp là mã số 3. Mã số 3 cũng tương tự cây siêu bông Sài Gòn luôn, cây rất là bự xum xê nha các anh chị. Thường là cây con làm nụ con đi Tết á, cây là phải từ mùa rưỡi hai mùa ăn lên thì mình sẽ làm đi Tết. Còn mà mấy cây này thì nó vẫn trổ bông, nhưng mà có cái là bông nó không đi bông chùm nhiều đâu, chị lên chợ thì nó hơi dở ha. Đây hoành 11 này, chiều cao nó cũng tương tự đó. Tương tự từ đế đi lên là khoảng 5 tấc, tán ngang là khoảng 4 tấc ha các anh chị. Cây này cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn. Tại vì khi mà lên chợ á, thì cô chú anh chị mình phải thấy cái mặt bông, nụ là phải nhiều mới được. Nên cây này là chưa ha, con chưa có làm nụ nha các anh chị. Đây cũng 200 bao ship luôn, mã số 3. Và tiếp tục là một cây giảo tam sắc ha cô chú anh chị mình, lúc trước là gọi tam sắc hoàng mai đó. Thì cây này cũng đo hoành cho anh chị mình ha. Thì đo hoành khúc dưới của anh chị mình xem luôn, ngay chỗ này nè. Đây thì cũng khoảng 13 14 vậy đó, nhưng mà cấn cái gù, bỏ cái gù luôn ha, bỏ cái gù khoảng tầm được 13 ha cô anh chị. Chiều cao là khoảng 50, tán ngang là khoảng 25 thôi nha anh chị. Đấy thì cây này 230.000 bao ship anh chị mình luôn ha. Con cây một còn cây này nữa hết rồi nha anh chị. Đấy, mã số 4 ha, là một cây tam sắc ha. Tiếp tục mã số 5 là một cây siêu bông Sài Gòn. Đấy cây này thì con ghép nó non hơn nè, nhưng mà đế thì nó quái thế nó đẹp hơn nha anh chị. Đây quay kỹ của anh chị mình xem ha. Đấy, đo chiều hoành luôn. Cây này hoành là khoảng 13 gần 14. Chiều cao là khoảng tầm 40, tán ngang là khoảng cũng xém xém 40 tính 35 thôi ha. Rồi cây này 300k bao ship của anh chị mình luôn. Cây một cây siêu bông Sài Gòn rất là đẹp nha, này chịu khó dưỡng năm sau nha anh chị, chứ năm nay thì không ngon. Cắt bo thì nó cũng khá là nhiều, 40 bo vậy nó vẫn ok ha, nhưng mà năm nay thì chưa chơi Tết liền được. Và tiếp tục là một cây giảo kem. Cây giảo kem này thì ôm nụ rất là nhiều, tàn nhánh tàn xum xê ha, bông màu kem nha các anh chị. Bông này màu kem, 8 cho tới 12 cánh ha. Bông này thì nở như đại lộc vậy đó, nở chùm luôn nha các anh chị. Đây cái này hoành 12 ha. Hoành 12, củ 19. Chiều cao là khoảng 5 tấc, tán ngang là khoảng 4 tấc nha các anh chị. Rồi cây này 280.000 một cây giảo kem. Thì giá này đã bao ship của anh chị mình ha. Đây, giảo kem bông thì cũng khá là đẹp luôn. Bông nó cũng tương đối to nha các anh chị. Yeah. Tiếp tục nữa là một cây siêu bông bình lợi. Thì 246 mà này là mã số 7 nha các anh chị. Mã số 7 cây bình lợi này thì nó đúng ra là nó có nụ ôm bự bự rồi ha. Nụ mập thù lù rồi. Đây về của anh chị mình cắt bo xong mà mình dưỡng lại luôn. Đấy, cỡ này thì nó cũng giá rẻ nha các anh chị, nó tầm khoảng 250 một cây thôi. Đây quay kỹ của anh chị mình xem, cây này hoành khoảng 10 ha. Hoành 10, cao là khoảng 38. Đấy, cao 38 nhưng mà nụ nó nhiều thôi, chứ thực chất là nó tán ngang, nó bo nó không có nhiều lắm nha các anh chị. Rồi cái này 250k bao ship của anh chị mình ha. Đây, tiếp tục mã số 8. Đây, qua mã số 8 bắt đầu qua mấy mã số này là đồng giá là 300 của anh chị mình, chọn cây nào cũng được luôn. Đây là hàng siêu bông mình lợi hết luôn nha các anh chị. Đây quay kỹ của anh chị mình xem ha, mấy cây này tàn nhánh xum xê, bo của anh chị mình cắt là trung bình ít nhất 30 bo ha. Đây quay đo hoành luôn. Đây hoành 12 rưỡi gần 13 nha các anh chị. Đây chiều cao là khoảng 3 tấc ha, tán ngang là 2 tấc rưỡi nha các anh chị. 2 tấc rưỡi thôi, tại vì cành nhánh thì con lắc dán lông hết rồi. Đây 300k bao ship của anh chị mình ha. 246 mã số 8 rồi. Dạ, tiếp tục mã số 9. Cô chị anh chị mình xem nè. Đấy, cây thì dáng đế thế đẹp ha, đế quái luôn cô anh chị mình xem. Đây, nơm chân cao dáng trực ha. Thì mà lượng bo cô anh chị mình cứ yên tâm. Cái này là con vô cây nó đã cứng cáp rồi ha, cứng cáp bo thì cái lượng bo nó cũng nhiều nha cô anh chị. Đây quay kỹ cô anh chị mình xem luôn. Đấy, cái này hoành 11 thôi nha cô anh chị, hoành 11 nè. Cao là khoảng 3 tấc rưỡi nè, tán ngang thì khoảng chừng hơn 2 tấc thôi, chứ không có hơn 2 tấc rưỡi nha cô anh chị. Đấy, lượng bo nó cũng nhiều tại vì con sữa cây ra ha. Đây cũng 300 bao ship của anh chị mình luôn. Anh chị mình cứ xem cây nha.
cái cây đế rất là đẹp nha cô anh chị, chứ không phải cây đế thường thường mà lên của anh chị mình ha. Dạ, tiếp tục là mã số 10 nha cô anh chị, mã số 10 ha. Hôm nay là con chỉ lên có 12 mã thôi. Tiếp tục mã số 10 cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Thì hoành thì con không đo lựa dựa theo đế thôi nha cô anh chị, chủ yếu là cái đế nó bự đẹp rồi được rồi. Đây khoảng gần 14 13 8 thôi ha. Chiều cao là 4 tấc, tán ngang 2 tấc rưỡi. Rồi cũng 300 bao xíu của anh chị mình luôn. Một cây siêu bông bình lợi mã số 10 ghép 3 bo. Cây đều ghép 3 bo hết luôn nha anh chị, không có cây nào con ghép 2 bo hết ha. Tiếp tục một cây dáng mà dáng đế nó nghiêng nghiêng có đuôi vậy ha. Đây mã số 11. Mã số 11 cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Tại đợt này là con ghép cái lô này nhiều quá con chị. Rồi cây này hoành cũng 11 luôn ha. Đây nè, hoành 11. Chiều cao là 3 tấc 2, 3 tấc 4 gì đó. Rồi tán ngang là khoảng 3 tấc nha con chị. Tại con bày ra này ha. Đấy. Cái cây này cũng 300 bao xíu của anh chị mình luôn á. Hôm nay là thì lên đồng giá thì anh chị mình mấy cây đấy đẹp đẹp không ha. Lô này thì rất là ngon. Đã, tiếp tục cây mã cuối cùng là một cây siêu bông Sài Gòn, đế đẹp ha. Nụ thì nó cũng bự bự rồi anh chị, nụ nó mập mập rồi. Anh chị mình thấy nè, mấy cái dạng nụ nó mập mập rồi. Bo thì của anh chị mình có thể cắt xẻ xỉa ngoài nhưng mà bo nó không có nhiều nha. Tại vì bo nó ít đó anh chị, nhưng mà nụ nó bự để dành chơi Tết được. Cây này thì đế quái ha. Đế quái đẹp nha các anh chị. Rồi cũng đo thông số của anh chị mình luôn. Hôm nay thì con quay sơ của anh chị mình thôi nha. Đây con không có quay kỹ gì nhiều. Đây hoành thì khoảng 14. Chiều cao là 4 tấc rưỡi ha, 4 tấc rưỡi ha của anh chị. Đây 4 tấc rưỡi, ngang 3 tấc. Rồi cây này 350.000 luôn ha, bán lấy lại cái tiền phôi luôn nha anh chị. Tại cái tàn thì nó không có được bự nên con bán giá mềm mềm thôi, chủ yếu lấy lại cái tiền phôi thôi ha. Là 12 mã ha, từ mã mấy mã bên kia là từ 200 cho tới khoảng 350.000 thôi. Có anh chị mình xem được mã nào thì ủng hộ giùm con ha. Thì hôm nay thì con có tặng thêm mấy cái bo nữa nha, bo Sài Gòn hoặc là bo mà của Vạn Phúc thôi. Mấy bo khác thì hên xui nha anh chị, chừng nào có thì con có xả thì con gửi của anh chị mình thêm, chứ đợt này là con hết ha. Dạ bên đây là con còn mớ cái hàng siêu bông mình lại nhỏ mini nha các anh chị. Tại cái này hàng này con còn nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu là để dưới sân á. Trên đây thì con dọn lên ít ít cho các anh chị mình xem thôi, chứ không có đem lên nhiều á ha. Rồi đây thì cái này là siêu bông mình lại, cỡ này là 60.000 cây, 5 cây bao ship. Cái hàng giảo tam sắc cũng vậy nha các anh chị. Tam sắc vàng mai đó là trước của chị mình gọi là tam sắc vàng mai, rồi mai trang, rồi cúc tam sắc luôn. Cúc cam đổi màu đó thì nó nói cũng giống giống vậy ha, là cũng một tên luôn nha các anh chị. Cái đó thì mấy cái loại này là 50.000 hết. Cúc phượng thanh trân, nhị ngọc toàn là cũng 50.000 luôn nha các anh chị. Còn cái hàng siêu bông thiết tứ quý thì con còn có vài cây thôi, chừng 3-4-5 cây gì đó. Thì các anh chị mình có chọn thì ấy, cái đó cũng 60.000 một cây. Này cúc phượng nè, cúc phượng thanh trân nè, nó đi chuỗi 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 vậy nha các anh chị. Chuỗi bông á, chuỗi bông chuỗi lá luôn nha các anh chị, chứ không phải là nụ nào cũng bông ha. Còn bên đây là hàng siêu bông Sài Gòn 150.000 cặp. 150.000 cặp, 4 cây còn bao xíu của anh chị mình ha. Thì xem được mã nào thì con anh chị mình cứ chọn nha. Đây, thì hôm nay thì con giới thiệu sơ của anh chị mình là gồm mấy cái mã số mấy mai giống đó. Thì con anh chị mình xem được mã nào hoặc là cái giống nào thì mình có thể là đặt hàng là qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin Zalo đều được ha cô chú anh chị. Cái nữa của anh chị mình lướt ngang kênh cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn. Và có đóng góp ý kiến hoặc là tìm những cái giống mới đó thì cô chú anh chị mình có thể là comment bên dưới hoặc là nhắn là Zalo cho con ha. Và nhắn vào chuông thông báo để nhận được cái video mới nhất. Cuối cùng là chúc anh chị mình ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, em là cô chú anh chị trong cái video sau. Xin chào ạ.